Bonsai Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Hôm nay Bonsai Huy dẫn quý vị đến làng Điền Xá, Lam Định quý vị nhé. Thì vào thăm vườn của anh Hoạt Hói quý vị nhá. Thì đây là một cái vườn các anh anh và một anh nữa để cây ở đây. Trong này có một cái bộ ba xanh cổ của anh, rất khủng quý vị nhé, rất khủng, rất to. Đây, một cây long và hai cây trực hai bên quý vị nhé. Quý vị nhìn này, to khủng khiếp. Em chào các anh nhá. Em chào các anh. Đấy. Vâng, em chào anh Toàn, chào các anh. Em chào anh. Vâng, chào các anh. Khi tử bằng cái đại. Khi tử bằng cái đại à? To nhỉ. Một cái long cắt giật quý vị nhá. Quý vị nhìn tổng bóng. Anh, các anh đứng vào cạnh cây em xin một cái hình. Anh Toàn ơi. Các anh đứng vào cạnh cây, đứng vào đằng trước hay đứng vào đằng trước này? Đứng vào đằng trước. Cây to phải đứng đằng trước. Cây... Anh Hoạt đứng ở bên đằng trước này anh Hoạt ơi. Đấy, 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 đứng. Rồi, đấy. Ui giời ơi quý vị xem hình dung là cây to như nào. Ok, các anh nhìn đây cho em. Các anh nhìn đây cái nhiều người ôm to lắm. Ok anh. Khiếp thật. Đây lại gần quý vị ngắm nhá. Cây long rất khủng, hàng cắt giật. Quý vị ngắm cây tử trước nhá. Ngắm cây tử trước này. Cây tử đã to này. Cây long này cực đẹp đấy quý vị ạ. Khiếp thật đấy. Cây long được cắt giật nhé quý vị nhé. Đường cung rất đẹp. Mặt sau của tác phẩm đây. Quá to. Quá khủng khiếp. Chân bệ thân côn tít rất đẹp, đường chuyển rất đẹp. Đấy. Và một cái trực tiếp quý vị này. Cái trực nữa này. Đi vào ngắm mấy cái tác phẩm hoàn thiện của anh nhé. Mấy cây này đẹp quá anh nhỉ. Anh mấy cây này đẹp quá nhỉ. Một cây trực đẹp đấy. Cây này đẹp quá anh Hoạt nhỉ. Đẹp già. Khách nhà đâu? Chí. Đây quý vị ơi. Chí một cây trên nào đang chạy. Thế mình không có cây nào sang đấy không kia? Đây, cây này cũng là cây cực già này quý vị ơi. Mãi đi. Tiền không biết làm cây nào. Đấy. Cái này thì... nghèo chỉ tạm thời thôi đấy, ở giàu chỉ trong tích tắc gì đâu mà. Ngày qua khác ngày hôm nay thay đổi hoàn toàn cục diện. Rồi. Chung kết chưa?
xong luôn rồi, còn không kết chữ. Cái đấy là xong rồi. Đặt tiền xong luôn rồi cơ. Vâng, bàn giao rồi. Vâng, chuyển chủ rồi. Các anh đang nói cái cây của bên Thái Bình quý vị ạ. Cây của anh Chí giao mua ở bên Thái Bình. Đấy, đi đến đâu là các anh nói chuyện đến đó. Chứng tỏ là một cái gây được cái tiếng vang rất lớn. Đẹp không? Đẹp không quý vị? Trong này các anh rất nhiều tùng nhá quý vị nhá. Những cây tùng rất to. Đây quý vị này. Đang này tạo tác dần. Nhiều lắm. Tác phẩm rất mịn. Đây những cây tùng này. Quý vị ngắm một tác phẩm gùi đá. Cái này thì về độ già thì không già lắm. Dáng nghệ thuật quý vị. Này vườn bận khoát thì đi thế này thì bận khoát mênh mông này. Đứng đấy thì cũng là này đặt giữa vườn thì cực đẹp nha. Đẹp lắm quý vị ơi. Đấy bạn khoát rồi anh Toàn cũng đang say đắm. À bạn Sa Đức Huy chào quý vị nha. Thì đi với các anh để ngắm ngắm làng Điền Xá quý vị ạ. À, chào quý vị.